8 câu nói vừa thâm vừa thấm, ai cũng nên đọc để hiểu hơn về cuộc đời. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống này có rất nhiều câu châm ngôn hay. Những câu châm ngôn ấy chúng ta có thể lấy làm phương châm sống của mình, hay ít ra cũng cho bạn hiểu hơn về cuộc đời. Dưới đây là những câu nói hay về cuộc sống mà bạn nên đọc ít nhất một lần trong đời. Bạn chỉ mất vài phút để đọc và cảm nhận những câu nói ý nghĩa ngắn gọn này, nhưng có thể chúng sẽ làm thay đổi cuộc đời của bạn. 1. Chơi với người tốt như vào hàng hoa, khi đi xa hương thơm còn vương vấn. Chơi với người xấu như vào hàng cá, quen tanh rồi chẳng biết mình tanh. 2. Người ta nói con ong độc nhất ở cái đuôi, còn đàn bà độc nhất là ở tấm lòng. Không sai đâu, hãy nghĩ kỹ đi, nếu bạn không chọc phá con ong, nó sẽ chẳng chích. Cũng như đàn bà, nếu không để họ vào đường cùng, họ sẽ không bao giờ thâm độc. 3. Lớn rồi, nhìn một phải thấu 10, bởi vì bên trong một con người không thân thiện như cái miệng của họ thể hiện. Nhớ nhé, không phải cái gì lóng lánh cũng là vàng, không phải ai nhìn đàng hoàng cũng là người tử tế. 4. Câu chuyện của người khác hãy nói cẩn thận, chuyện của người lớn ít nói, chuyện của trẻ con hãy nhẹ nhàng khuyên bảo giảng giải, chuyện nhỏ nói một cách hài hước, chuyện làm không được đừng nói, chuyện buồn chỉ tìm bạn tri kỷ nói, chuyện của bản thân nên nghe người khác nói thế nào trước, chuyện vợ chồng cùng nhau thương lượng, chuyện gấp từ từ nói, chuyện chưa chắc có thể sẽ xảy ra đừng nên nói bậy, chuyện tổn thương người khác tuyệt đối không nói. 5. Ở đời có 3 chữ đừng: đừng hiền quá để người ta bắt nạt, đừng ngốc quá để người ta đùa giỡn, đừng tin tưởng quá để khi bị lừa dối cũng không tới nỗi bi thương. 6. Đừng bao giờ níu kéo một ai cả, đơn giản vì khi người ta muốn ở lại thì có đuổi thế nào cũng không đi. Nếu người ta muốn đi, có giữ thế nào người ta cũng không ở lại. 7. 10 năm trước, những người quanh bạn sẽ dựa vào thu nhập của bố mẹ bạn để đối đãi với bạn. 10 năm sau, những người xung quanh bạn sẽ dựa vào thu nhập của bạn để đối đãi với bố mẹ bạn. 8. Khi bạn đã cố gắng hết sức mà họ vẫn không cảm nhận được, vậy thì hãy dừng lại, hãy sống vì những gì xứng đáng hơn. Là phụ nữ, đừng ỷ vào nhan sắc, vì nó sẽ tàn phai theo thời gian. Người phụ nữ có tâm đẹp mới là người phụ nữ đẹp nhất. Những câu nói hay về cuộc sống buồn giúp bạn vực dậy. Kính thưa quý vị, cuộc sống là những chuỗi ngày đan xen giữa niềm vui và nỗi buồn. Những lúc rơi vào buồn bã, bế tắc, hãy tìm cho mình một động lực để mà tiếp tục bước đi. Đừng bao giờ chùn bước. Nếu bạn đang buồn thì hãy đọc qua những câu nói hay về cuộc sống dưới đây, sẽ giúp bạn vực dậy, tạo thêm động lực để vươn lên. Cuộc sống không cho phép ai yếu đuối. Nếu bạn mệt mỏi thì hãy nghỉ ngơi vài ngày, đừng bao giờ từ bỏ. 1. Thất bại đơn giản chỉ là cơ hội để bắt đầu lại mọi thứ một cách thông minh hơn. 2. Cuộc sống của bạn chỉ thật sự ý nghĩa và trọn vẹn khi bạn biết giữ gìn và nuôi dưỡng ước mơ, biết ghi nhận, biết tin vào những lời hứa. 3. Đừng bao giờ nói bạn đã thất bại cho tới khi đó là nỗ lực cuối cùng của bạn. Và đừng bao giờ nói rằng đó là nỗ lực cuối cùng của bạn cho tới khi bạn đã thành công. 4. Khó khăn không trường tồn, chỉ có con người cứng rắn trường tồn. 5. Người duy nhất mắc sai lầm chính là người không làm gì cả. Đừng sợ sai lầm, miễn là bạn đừng mắc cùng một sai lầm hai lần. 6. Khi cuộc đời đẩy bạn ngã, hãy cố hạ cánh bằng lưng, bởi vì nếu bạn có thể nhìn lên, bạn có thể đứng dậy. Hãy để lý trí kéo bạn dậy. 7. Mỗi khi vấp ngã, tôi thường tự nhủ bản thân,
hãy nhanh chóng đứng dậy và đi tiếp. Vì chỉ có bước đi mới có thể đến đích. Cùng lắm chỉ là thêm lần vấp ngã rồi lại đứng lên. Còn nếu nằm đó, tất cả những gì tôi nhận được chỉ là những tiếng rỉ rầm. 8. Con tàu rất an toàn khi mà neo đậu ở cảng, nhưng người ta đóng tàu không phải vì mục đích đó. 9. Mạnh mẽ lên vì mọi thứ sẽ tốt đẹp. Có thể bây giờ là bão tố, nhưng trời đâu thể mưa mãi được. 10. Những khó khăn trong cuộc sống là điều không tránh khỏi. Việc cần làm là lựa chọn cách thức để vượt qua. 11. Trong cuộc đời này, có một số chuyện nhất định phải tự mình giải quyết. Dù đêm tối tới đâu, đường xa tới mấy, thì vẫn cứ phải một mình kiên cường tiến lên phía trước. 12. Cuộc sống rất ngắn, đừng lãng phí nó bởi nỗi buồn. Hãy là chính mình, luôn vui vẻ, tự do và trở thành bất cứ gì bạn muốn. 13. Tập hài lòng với thứ mình đang có, học cách từ bỏ với thứ trời không cho. 14. Tôi không bao giờ hối hận với những gì mình đã làm. Tôi chỉ hối hận với những việc mình đã không làm khi có cơ hội. 15. Sự cô đơn thôi thúc bạn trưởng thành. Nhưng khi bạn trưởng thành, bạn mới hiểu rằng nhiều khi cô đơn cũng chính là bình yên. 16. Hãy yêu bản thân bạn vì chỉ có nó là không bao giờ phản bội bạn. 17. Học cách sống tức là học cách tự do, và tự do tức là chấp nhận việc gì phải đến sẽ đến. 18. Đừng nghĩ mãi về quá khứ, nó chỉ mang tới những giọt nước mắt. Đừng nghĩ nhiều về tương lai, nó chỉ mang lại lo sợ. Sống ở hiện tại với nụ cười trên môi như trẻ thơ, nó sẽ mang lại niềm vui cho bạn. 19. Cuộc sống cũng giống như đi bằng xe đạp. Nếu muốn thăng bằng, bạn phải tiếp tục di chuyển. 20. Đơn sơ mới có hạnh phúc, đơn giản mới là cuộc sống. 21. Trong cuộc sống, không có ai là người tốt và chân chính cả. Khi là người hùng của một nước, thì chính bạn cũng là kẻ thù của quốc gia còn lại. 22. Cuộc sống đầy ắp những việc không như ý, chúng ta chẳng thể nào né tránh. Điều duy nhất có thể làm là thay đổi góc nhìn về nó. 23. Gia đình là nơi tốt nhất để cho bạn về mỗi khi vấp ngã. Nhà cũng là nơi bình yên nhất để bạn tìm về mỗi khi cuộc sống buồn chán. Ở đó luôn có sự sẻ chia, luôn đong đầy yêu thương một cách vô điều kiện. 24. Dù sai lầm bạn mắc phải có lớn như thế nào, thì ẩn đằng sau nó vẫn là những điều tốt đẹp hơn đang đợi chờ. 25. Con đường chúng ta phải đi để tới đích không phải lúc nào cũng thẳng. Hãy tìm một cách khác, có thể là mất thời gian hơn, nhưng đảm bảo mình sẽ đạt được mục tiêu. 26. Niềm vui lớn nhất trong cuộc sống là làm được những gì mà người đời cho rằng ta không làm được. 27. Cuộc sống làm bạn buồn chán ư? Hãy lao vào công việc bạn tin tưởng bằng tất cả trái tim, sống vì nó, chết vì nó, và bạn sẽ tìm thấy thứ hạnh phúc tưởng chừng như không bao giờ đạt được. 28. Đừng tỏ ra đáng thương để người khác thương hại. Hãy tỏ ra lợi hại để người khác không thể coi thường. 29. Hãy để tính cách trưởng thành nhờ những lần ngược gió. 30. Mỗi khi có ý định từ bỏ, hãy nghĩ tới lý do mà bạn bắt đầu. 31. Ở đâu đó, có người cảm thấy sự có mặt của bạn là đáng giá. Vì vậy, khi bạn đang cô đơn, buồn rầu và ủ rũ, hãy nhớ rằng có ai đó ở đâu đó đang nghĩ về bạn. 32. Dù cho thế giới này có bất công như thế nào, có biết bao đau khổ và tai họa không thể lường trước được, nhưng lúc có thể vui vẻ được thì hãy tận hưởng nó. 33. Vấp ngã mà không chịu đứng dậy, tính đợi người ta dẫm đạp lên mình hay sao? 34. Nếu bạn không cố gắng, người khác muốn kéo bạn lên
cũng không biết tay bạn ở đâu. 35. Không hạt giống nào có quyền lựa chọn mảnh đất của mình, nhưng nó sẽ được chọn cách nó nảy mầm, thích nghi và lớn lên. 36. Hãy tới nơi giấc mơ đã cuốn bạn đi. Một ngày nào đó, bạn sẽ chạm tới được nếu bạn tin vào chính mình. 37. Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ hai. Nó được gọi là ngày mai. 38. Khi cuộc sống đẩy bạn vào khó khăn, đừng bất ức, tại sao lại là tôi? Hãy mỉm cười, cứ thử tôi đi. 39. Hãy làm những việc bình thường bằng lòng say mê phi thường. Thành công sẽ tới với bạn. 40. Sống là phải mạnh mẽ vươn lên, cho dù bị tổn thương cũng không cho phép mình gục ngã. 41. Bạn có thể bị lừa dối nếu bạn tin tưởng quá nhiều, nhưng bạn sẽ không thể tồn tại nếu bạn không có lòng tin. 42. Đừng bao giờ đánh mất lòng tin vào chính bản thân mình. Chỉ cần tin là mình có thể làm được, là bạn lại có thêm lý do để mà cố gắng thực hiện điều đó. 43. Hạnh phúc không tùy thuộc vào việc bạn là ai, bạn làm gì, mà tùy thuộc vào bạn nghĩ gì. 44. Hãy biến cuộc sống giống như cách pha trà. Đun sôi cái tôi của bạn, làm bay hơi mọi lo lắng, pha loãng mọi buồn phiền, lọc đi mọi sai lầm và bắt đầu thưởng thức sự hạnh phúc. 45. Đầu tiên, hãy biết chấp nhận nỗi buồn. Bạn sẽ nhận ra rằng nếu không có thất bại thì chiến thắng sẽ không tuyệt vời như thế. 46. Nắng mưa có thể làm chậm bước bạn, gió bụi có thể làm mờ bước chân, đường xa có thể làm bạn mỏi gối, khó khăn có thể làm bạn nao lòng, thất bại có thể làm bạn thất vọng, người đời có thể làm bạn bận tâm, nhưng chỉ có chính bản thân mình có thể khiến bạn bỏ cuộc mà thôi. 47. Điều kỳ diệu sẽ xảy ra khi bạn biết tin tưởng vào bản thân. Nếu bạn có thể mơ ước, bạn có thể làm được. 48. Hãy luôn tiến về phía trước, dù chỉ là nửa bước. 49. Nếu bạn luôn buồn phiền, hãy dùng hy vọng để chữa trị. Hạnh phúc lớn nhất của nhân loại chính là biết hy vọng. 50. Mỗi ngày là một cơ hội mới. Bạn có thể dựa vào thành công của hôm qua hoặc để lại những thất bại phía sau để bắt đầu lại từ đầu. Đó là cách của cuộc sống, một cuộc chơi mới mỗi ngày.